Theo ghi nhận của phóng viên tại một số chung cư cũ ở thành phố Hồ Chí Minh như chung cư 537 khu vực chung cư Thanh Đa quận Bình Thạnh, chung cư Ngô Gia Tự quận 10, chung cư Bầu Cát 1 quận Tân Bình có rất nhiều căn hộ thiếu lối thoát hiểm thứ hai từ phía ban công. Nguyên nhân là do các hộ dân hàn kín các cửa sổ ban công bằng khung sắt với mục đích chống trộm, đảm bảo an toàn cho trẻ. Tuy nhiên, cách này tiềm ẩn nguy hiểm khi gặp sự cố cháy nổ xảy ra. Ghi nhận tại khu vực chung cư Thanh Đa quận Bình Thạnh, từ phía ngoài vào có thể thấy đa số các lô chung cư tại đây đều được bao bọc bởi các rào chắn kiên cố, thậm chí một số hộ dân còn cơi nới biến rào chắn thành một chiếc lồng sắt to nhô ra mặt ngoài chung cư trong mất mỹ quan đô thị, đồng thời lại không đảm bảo an toàn khi cháy nổ. Thì qua cái điều tra khảo sát trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta thấy rằng là còn cũng rất là nhiều các hộ gia đình sử dụng các cái ban công, các lô gia, là đây là những cái nơi mà sử dụng trong vấn đề là khẩn cấp khi thoát nạn, nhưng mà hầu hết thì là đã được rào chắn bởi những hàng rào sắt mà chúng ta hay gọi đó là chuồng cọp. Thì mục tiêu chính của cái việc rào chắn này á, là nhằm để là chống trộm là chính. Do vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là đã có nhiều cái vụ cháy xảy ra rất thương tâm, là các cái người trong các cái vụ cháy là khi thoát nạn ra ban công lô gia là bị dướng cái chuồng cọp này, cho nên không thể thoát nạn được. Và cái này nhất là chúng ta thấy vào ngày 13 tháng 5 2023 tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội, thì cái vụ cháy xảy ra là làm chết cho 4 bà cháu. Thì đó là cái vụ cháy mà chúng thấy rằng là cũng là một cái hồi cảnh báo cho những cái hộ gia đình mà sử dụng cái ban công lô gia làm các rào chắn mà ta gọi là đó là chuồng cọp. Đại diện chính quyền địa phương cho biết việc cơi nới ban công hoặc rào kính bằng lưới sắt, khung kim loại lấn chiếm diện tích không gian chung cư là sai quy định pháp luật. Tuy nhiên, việc này rào chắn ở phần ban công sâu của các hộ dân là để đảm bảo chống trộm cắp, trẻ em nghịch ngợm leo trèo. Việc này không ảnh hưởng không gian chung cư nên rất khó xử lý. Đồng thời, đa phần các chung cư này đã cũ và rất lâu đời, kết cấu đã có từ lâu. Hiện nay là về vấn đề là việc xây dựng thì chắc chắn một điều là người ta không ai cấp phép cho các cái hộ này là được phép làm các cái rào chắn ở các ban công, các lô gia. Như vậy, nhưng mà do là cái hiện nay là người dân đã tự ý ta làm, cho cái việc mà đang giai đoạn là vận động tuyên truyền cho người ta tháo dỡ. Còn sắp tới nếu mà vi phạm về vấn đề xây dựng thì có lẽ là tôi nghĩ rằng là các biện pháp khác thì nó sẽ chế tài mạnh hơn, có thể buộc phạt hoặc thì tháo dỡ trong cái việc gọi là cưỡng chế các cái hình thức này. Hiện tại cơ quan phòng cháy chữa cháy tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tích cực vận động tuyên truyền người dân tháo dỡ các kết cấu ban công lô gia kiểu chuồng cọp. Theo khảo sát của cơ quan này, đến nay đã có 80% các hộ dân thực hiện tháo dỡ hoặc mở hai lối thoát nạn ở các ban công lô gia sử dụng lối thoát nạn kế bên với rào chắn. Trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tăng cường tuyên truyền và vận động người dân hiểu về những lệ lụy khi xây dựng, cơ nới bịt kính rào chắn ban công nếu xảy ra cháy nổ, đồng thời cũng sẽ có kế hoạch lâu dài về việc di dời các chung cư cũ xuống cấp theo chỉ đạo của thành phố.